Hello mọi người, hôm nay bọn mình sẽ đi ăn ở K-Top. Hôm nay mình đến quán này bởi vì xem trên các trang review ấy, thấy bảo ở đây có cái bếp nướng núi lửa ấy, nghe có vẻ rất là lạ. Nên là mình quyết tâm đến thử để ăn xem như thế nào. Hôm nay mình đi ăn vào thứ 6 ấy, mà chả hiểu sao đi ăn buổi tối mà quán cũng không đông đâu. Mình bước vào một cái, eo ơi, cái quầy line này, một đống đồ ăn nhìn ưng hết cả mắt luôn ấy. Các món rau ăn kèm hay là salad thì mình thấy cũng giống như các nhà hàng khác rồi. Nhưng mà riêng ở quán này mình thấy có cái viên phô mai viên này này. Eo ơi, nó có hai vị, một là vị phô mai lắc với cả vị trứng muối. Ăn mà nó vẫn còn nóng cơ. Eo ơi, cắn một miếng mềm tan, mềm mà vẫn giòn ý. Eo ơi, thấy cái vị ngon cực kỳ luôn. Thịt mà không chín nhanh á, chắc tôi ngồi cả ngày để ăn cái viên này mất rồi á. Đây đây đây, thịt bắt đầu chín rồi đây này. Lúc này là tôi cực kỳ đói luôn á, bởi vì hôm nay tôi tăng ca đến tận 7 giờ 8 giờ cơ mà bụng đói meo cả chiều chả ăn được cái gì cả. Kể ra ấy, từ cái ngày tôi bắt đầu đi làm văn phòng ấy, tôi lúc nào cũng kiểu tầm 7 giờ mới về đến nhà. Xong rồi về nhà chỉ có ăn tạm cho qua bữa thôi á, chứ không còn cái thời gian mà kiểu hẹn hò với người yêu như cái thời học sinh sinh viên đâu. Giờ ngẫm lại mình thấy kiểu bây giờ muốn quay lại trở lại quá khứ ấy, muốn được ở cái tuổi ăn tuổi chơi như thời xưa ấy cũng khó ấy, bây giờ muốn cũng chả được đây này. Công nhận là người trưởng thành khó thật mọi người nhỉ. Giờ thì phải tự đi làm, tự kiếm tiền, tự lo cơm áo gạo tiền. Không có thời gian để làm một cái gì hết á, không có thời gian để gặp bạn bè đi chơi cà phê đàn đúm. Ui chết rồi, tôi lại bị lan man ngoài lề quá rồi. Ở đây có ai đi ăn lẩu nướng ấy mà chỉ thích ăn rau như tôi không? Thề nhá, lẩu thì tôi toàn thích ăn nấm, ăn rau các thứ nhúng thôi, chứ thịt thì tôi ít khi ăn lắm. Còn nướng ấy thì kiểu gì tôi cũng phải cuốn thêm kim chi với rau sống để ăn cùng với thịt. Kiểu tôi thấy phải cuốn cả đầy đủ như thế thì nó mới kiểu cảm giác ăn nó kiểu nhức cái miệng ấy. Quan niệm ăn uống của tôi ấy, là kiểu ăn miếng càng to càng ngon miệng thì ăn nó càng đã càng sướng ấy. Kiểu ví dụ như bây giờ có miếng thịt bé xíu mà cho vào miệng ấy, cảm giác kiểu chả cảm nhận được cái gì cả. Tôi thấy như thế là kiểu không bỏ để ăn luôn á. Khi đi ra ngoài tôi có thể ngại tiếp xúc với người ngoài kiểu về cái ăn mặc hay là lời nói, nhưng mà riêng đi ăn với nhau là tôi rất là tự nhiên luôn, có gì ăn đấy, rất là tự nhiên, ăn rất là ngon miệng. Bởi vì đối thôi, đồ ăn ngon luôn làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Cứ khi nào buồn hay là có chuyện gì không vui là tôi kiểu gì cũng order một đống đồ ăn tôi thích về, ăn no nê một bữa là tâm trạng lấy lại được ngay. Ê gu, tôi lại kể lan man rồi, lại không đi vào vấn đề chính rồi. Nói chung là cái bữa ăn ngày hôm nay ấy, tôi đánh giá là không biết là có phải do tôi đói không mà cứ thể ăn cái gì nó cũng ngon ấy, đến cả miếng gà rán này. Ăn nó còn ngon hơn cả Lotteria hay KFC luôn á. Tôi không hiểu sao ấy, cái này là đồ chiên sẵn ấy mà lúc ăn tôi cảm thấy nó vẫn rất là giòn, vẫn còn nóng cơ, còn nóng hổi bên trong luôn. Nhìn tôi ăn là mọi người biết là nó ngon như thế nào rồi đấy. Tiếp đến phần lẩu thì tôi thấy ở đây có hai loại lẩu. Một cái lẩu là lẩu kim chi chua cay, còn một cái lẩu là lẩu nấm. Tôi thì kiểu tôi thấy ưng cái vị lẩu nấm hơn, bởi vì nó rất là thơm, vị rất là đậm đà. Còn cái lẩu chua cay thì tôi thấy nó cũng giống như bao cái quán lẩu khác thôi, nó cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Hôm nay thì bọn tôi ăn hai phần buffet cỡ chung, nhưng mà ở đây có một cái là nướng thì có thể ăn thoải mái, ăn tình ga. Nhưng mà riêng phần lẩu thì chỉ được gọi đồ ăn lên được một lần thôi. Nên là bạn nào mà thích ăn lẩu ấy thì cái này hơi bị thiệt thòi một chút xíu nhé. Còn về phần thịt ý, thì thịt ở đây thì nói chung là ăn cũng ok á. Thịt lợn mà ăn cũng rất là mềm, rất là tươi. Như các bạn đã xem ở cái phần đầu clip, tôi không hề chỉnh sửa gì đâu mà miếng thịt nó kiểu nó hồng, hồng một cách kiểu nhìn mê luôn á. À, ở đây tôi thấy có một cái điểm rất là hay nhá. Dịch vụ ở đây rất là kiểu perfect luôn á. Mỗi lần bọn tôi kiểu mải ăn thịt hay là đi lấy đồ ở bên quầy line mà quên không lật thịt ý, kiểu gì cũng có một bạn nhân viên nào đấy ra lật dùm, kiểu về bàn một cái là kiểu đồ ăn có sẵn luôn ấy. Xong rồi mỗi lần bọn tôi ăn xong hiệp 1 ý, ngồi nghỉ một tí để chờ ăn hiệp 2 ý, kiểu gì cũng có một bạn nhân viên nào đấy ra hỏi: dạ bên chị có cần gọi thêm đồ gì nữa không ạ? Ui giời ơi, kiểu không biết nói gì luôn ấy. Nhân viên ở đây là phục vụ rất là nhiệt tình luôn nhờ. À, còn về nước uống thì ở đây nó có một cái dịch vụ rất là tiện lợi, có cái buffet đồ uống thả ga ấy. Thì ở đây có rất là nhiều loại nước uống, ngoài các đồ uống kiểu có ga, như Pepsi, Coca ấy, thì ở đây còn có cả kiểu nước sâm lá dứa này, hay là kiểu trà sữa, có cả trà sữa cơ mọi người ạ.
Đã thế mọi người nhé, trong cái buffet đồ uống này nó còn có bao gồm cái buffet tráng miệng luôn. Tráng miệng ở đây thì có nhiều đồ vô kể luôn rồi, như mọi người xem ở đầu clip ý. Ngoài ra nó còn có quầy kem miễn phí nữa. Nên là mọi người đừng ngại gọi buffet đồ uống nhá. Rất là tiện luôn ý. Thôi thì tới buffet đến đây chắc là cũng xong rồi mọi người ạ. Ăn xong cốc kem này là cũng hết clip rồi. Nên là mong là mọi người sẽ ủng hộ các clip tiếp theo của mình nhá. Bye bye.